sao đang ngủ giữa trường thì nó đi ngủ à? Sao đi ngủ nửa buổi nhỉ? Trời ơi, cái điện thoại. Xem điện thoại tới ngủ luôn. Sao? Trời ơi, sao? Sao con xem điện thoại nhiều thế? Hử? Mày đủ đi chơi mẹ không đi. Bây giờ nè nằm xem điện thoại ngủ. Thôi kìa, mắt ngủ còn liêm diêm buồn ngủ kìa. Con buồn ngủ hả con? Hay sao? Mày xem nào. Ôi, buồn ngủ quá.
Ôi, ngủ ngon thế nhá. Sao nay say su xem điện thoại hay con? Xem vào nào đây? Con này. Ngủ hay thế? Tôi vừa ngủ nha. Trời, ngủ ngon lành luôn này. Sao thế? Không á? À, không á? Ôi, ai đòi mẹ bé ngủ á? Thôi, nằm xuống giường cho thoải mái. Mua trái cây jelly này. Ngon không? Đấy, mua gì đây? Quả gì? Thì thôi ngủ tí đi rồi dậy rồi ăn nha. À không á? Không. À rồi, đây. Xuống đây ăn nào. Ui ui, cẩn thận nào. Xuống đây ăn mẹ nào. Đây đây. Ôi ôi. Xuống đây, đi nào. Đi nha. Ăn chung chung trước nha. Ủa để chiều ăn sau nha. Rồi, bỏ vào dĩa đi con, bắt bỏ vào dĩa nè. Thôi được rồi, bỏ dĩa thôi con, không lấy chén nữa. Không cần chén đâu. Con bỏ vào dĩa với mẹ nè. Đúng rồi, lấy hết ra con. Ừ. Con nữa. Ừ. Đây á hả? Thôi, bỏ vào đây để đi ăn nha. Cho con một quả này. Nè, đi con. Ta bế á, thôi đi xuống đi nào. Ngươi bế nữa, mình lớn rồi. Ơ, ừ, à đi nhanh lên nè. Trời ơi, ở phía trước ngoài cái mát con. Lê lê, ở trước ngoài này con. Ừ, ngon không? Nào, lại nhồi vào túi như thế. Mày dạy con thế nào? Nào, con cắn cái mẹ nào. Cắn thử ít một. Nào. Con nhai hết miệng đi. Nhai hết miệng đi. Sao? Ừ, rồi. Nhồi hết vào túi như thế á. Thôi mẹ tắt cho từng hạt ăn nào. Nào nào. Trời ơi mấy hôm nay xem điện thoại mê lắm nha chưa. Ủa nhồi hết vào túi thế á. Đấy, con nhai hết trong túi đi. Chứ con nhồi vào túi căng như thế không ăn được nữa tiếp đâu. Nào nào, nhai hết trong túi đã rồi ăn tiếp. Nhai con. Nhai nhả hột của cha mẹ. Nó chưa ăn nó khó hơn thấy không? Này con cầm con cắn tay cho mẹ nè. Từng miếng. Ăn từng ít một. Đúng rồi. Ngon. Con chọn quả nào lấy quả bóc cho. Đi mày bóc cho. Đi mày bóc cho. Tự bóc á. Trời. Lại nhồi thế bên thế á. Nào con cắn từng ít một nào. Đây con cắn từng ít một này. Đúng rồi. Ngon nào.
Trời ơi, đam mê đi xem điện thoại làm sao không được xem nhiều như thế nữa. Con ngồi tiếp á, thế đây làm sao không ăn được. Chú ngồi dừng lại không ăn nữa nha. Anh như thế nhồi thấy đầy hết túi rồi. Rồi mày dọn này đi nha. Rồi mày dọn đi nhà đấy. Ngồi được ăn đi nha.